làm bí. Cơm nước có người lo sẵn hết trơn rồi, không phụ giúp được gì trong nhà hết trơn á. Đọc sách ai mượn ai nhờ đâu. Ui bực bội quá. Xong ai rước đi giùm tôi một cái. Thấy tôi dọn cơm không? Sao ông lại phụ? Nặng muốn chết luôn đây nè. Trời ơi là trời, sao mà tôi khổ dữ vậy nè trời. Tối ngày cơm bưng nước rót hầu hạ người dân mà cuối cùng nó làm vậy đó. Chịu nổi không à? Trời. Là cái chuyện nữa rồi. Tại sao cái nhà này không bao giờ được yên ổn vậy? Mà làm gì nói vậy? Dù sao á, nó cũng là con của anh tôi, là cháu của tôi với bà. Làm gì bà cứ la mắng nó hoài vậy? Ông không có biết gì hết á. Nó ghét tôi, nó cố tình hất đổ mâm cơm để ông về không có cái gì ăn đó. Chứ, giúp được cái gì mà giúp. Tối ngày á, nó đọc ba cuốn sách này nè. Ủa, mà nó là cháu của ông thì ông lo cho nó đi. Mắc gì tôi phải lo vậy? Bà ơi, nhà mình hiếm muộn, cầu xin biết bao lâu cũng không được một đứa con nào cả. Anh chị tôi thì chết sớm, bà còn nhớ không? Trước khi chết, anh tôi còn trăn trối là tôi phải cố gắng nuôi dạy thằng Chu Sinh học đến nơi đến chốn. Nó là cháu của mình, tôi xin bà thương nó đi, để cho gia đình mình được vui nhà vui cửa. Vui là ông vui á, tôi người dân nước lã mà vui cái gì. Tôi thấy có nó ở trong nhà này mới xảy ra nhiều chuyện như vậy đó. Ông cũng thấy mà, nó ghét tôi thậm tệ luôn. Ông chứng kiến tận mắt rồi đó. Nó ghét bà đâu mà ghét không biết nữa. Ờ, ông coi nhà đâu mà thấy. Trời ơi, sao mà ông trời bất công với tôi dữ vậy nè. Tôi đối với cháu của ông như là bát nước đầy vậy đó. Còn nó hả, nó chửi tôi không ra gì hết trơn hết trọi hết á. Riết rồi á, tôi đâu có dám sai biểu gì nó. Bởi vậy thôi, cho nó đi đâu cho khuất mắt cho rồi ông ơi. Dạ thưa chú, con cảm ơn chú đã nuôi dưỡng con suốt mấy năm vừa qua. Bây giờ thì con cũng đã khôn lớn rồi, con tự lo cho mình được rồi. Và lại con ở đây ngày nào thì thím khó chịu ngày đó, cho nên là con xin phép chú cho con được về nhà ba mẹ con. Nhưng mà con à, căn nhà đó bây giờ hoang sơ lắm rồi. Hơn nữa con qua bên đó con làm gì để sống? Cứ ở đây đi, để chú nói với thím. Ui, ông nghe nó nói đầy tai rồi đó. Nó ý nó có chút chữ nghĩa, nói sâu nói sắc. Cái bây giờ nó nói là nó còn ở đây ngày nào á thì tôi không yên lòng, tôi không vui ngày đó. Vậy thì thôi, bây giờ cho nó đi đâu đi đi. Mai mốt á có no đói gì á cũng không có liên quan tới tôi rồi nghe. Nhà có ba người mà lúc nào cũng xào xáo hết á. Bây giờ bà muốn tôi làm sao thì bà mới vừa lòng đây. Chú ơi, chú đừng giận mà, con tự lo cho mình được. Con xin phép. Chú Sinh. Đó, đó, đó. Chú Sinh. Đó. Trời ơi, bà con hàng xóm ơi. Trời ơi, nó cố tình nó gieo tiếng ác cho tôi đó, ông thấy chưa? Tôi đâu có đuổi nó đâu. Vậy mà nó giận, rồi nó bỏ nó đi. Nó chửi tôi quá trời luôn. Trời ơi, còn nhỏ mà tao ác dữ vậy không biết nè. Trời ơi, phạt mày đi. Đi, đi luôn mày nha mày. Mày đi.
Chú xin. Chú xin. Về con. Dạ. Chú mới tới. Chú đã nói với thím rồi. Mọi chuyện coi như yên rồi. Chú đến đây đưa con về nhà. Chứ ở đây nhà cửa chú thấy hoang sơ quá. Ruộng vườn thì không có. Làm sao mà con sống được? Dạ, ban ngày con đi làm thêm. Mấy bữa nay con có chăn bò cho lão Dần. Lão ta nuôi cơm con luôn. Tối về nhà thì con không có đói nữa. Chú đừng có lo. Tại sao không lo? Còn chuyện ăn học, con lo làm rồi bỏ luôn cái chuyện đèn sách. Rồi làm sao chú dám nhìn mặt cha của con nữa? Dạ, buổi tối con về con luyện văn. Con không bỏ thi đâu. Chú yên tâm đi. Yên tâm? Làm sao chú yên tâm được? Cái dòng họ chú bây giờ chỉ có mình con à. Nghe lời chú đi. Chú đã nói với thím rồi. Thím không có trách móc con nữa đâu. Chú thương con nên chú mới nói như vậy. Chứ còn biết con về bên đó cũng sẽ xảy ra nhiều chuyện giống như vậy thôi. Còn ở đây một mình, được tự do, con học được nhiều hơn. Chú về nhà cho con gửi lời hỏi thăm thím nha. Thôi, con nói vậy chú cũng không cản. À, chú có ít đồ và ít đồ ăn gửi cho con. Nhà khó khăn, thành thử chút đỉnh thôi. Lần sau chú ghé, chú đem nhiều hơn nữa. Thôi chú về nha. Dạ con không dám nhận đâu. Chú cứ đem về cho thím đi. Chú làm như vậy thím biết, thím giận đó. Vài ngày nữa con về con thăm chú thím. Con hứa mà. Con hứa rồi đó nha. Nhớ về thăm chú đó. Chú lúc nào cũng trông con. Chú đi đi. Dạ chú cứ cầm về cho thím đi. Nói là con cảm ơn. Con không có đói đâu. Cảm ơn chú thím. Mày không cần sự giúp đỡ của tao thì thôi. Còn mày muốn ở đây hả? Thì ở đây luôn đi. Đừng bao giờ về nữa. Đừng bao giờ gặp tao nữa. Mà mày cũng kỳ nữa. Cứ hiểu lầm thím mày hoài. Thím mày cái tánh vậy đó. Giận nhưng mà mau quên. Ta đói quá. Vừa đói mà vừa lạnh. Không biết là ta đã nhịn đói mấy ngày rồi. Giờ thì người mệt lạ, không thể nào đi ra ngoài được. Chắc ta chết mất. Chú xin lai tỉnh. Ta là thượng quan ở triều đình Hoa Thành, dân triệu của Thái Hậu. Giờ chú xin về kinh đây. Chú xin mau tỉnh nhận sơ. Xin. Ta là quốc mẫu của triều đình Hoa Thành. Bà là quốc mẫu của triều đình. Bà triệu ta đến để làm gì? Lúc sinh thời, hoàng thượng chồng ta và chúa công là thân phụ của con, kết nghĩa anh em, tình thân hơn ruột thịt. Hoàng thượng có đứa con gái nhỏ là công chúa, là con gái của ta. Còn chúa công có một người con trai tên là chúa sinh. Cả hai đã hứa là sẽ kết thông gia khi công chúa và chu sinh trưởng thành. Nay ta nhờ thượng quan hạ trần xuống thế, triệu nhà ngươi tới để thực hiện lời hứa đó. Bà nói, mẫu hậu nói là thực hiện lời hứa hả? Ta sẽ tác thành cho con và công chúa nên duyên chồng vợ. Tác hợp cho con cưới được công chúa? Đúng vậy, nhưng bây giờ ta sẽ mở yến tiệc để mừng con đến đây.
Ông Quốc Mẫu, cái gì mà cái miệng nó nhai nhúc nhích ngon quá vậy ta? Ta đã no rồi, công chúa đừng đút ta nữa mà. Công chúa? Ủa, có công chúa nào đâu, có thấy công chúa nào đâu ta? Trời, có chuyện gì vậy? Tại vì bà đi ngang nhà nè, nghe tiếng ở trong nhà ồn ào quá cho nên bà ghé qua coi có chuyện gì không. Ủa, nhà chỉ mỗi một mình con thôi, có ai nữa đâu. Ủa sao kỳ vậy ta, ở một mình hả? Mà chú Sinh à, mà trời mới vừa chạng vạng tối à, mà sao con đi ngủ sớm vậy? Nè, con có bệnh không hay là con bị đói? Dạ, tại con học bài nhiều quá nên con mệt, con ngủ tiếp đi. Con chỉ thấy buồn ngủ thôi chứ không có đói. Cảm ơn bà đã quan tâm tới con. Con không có đói phải không? Dạ. Khi nào đói thì cứ ghé quán bà đi, bà giúp được cái gì bà sẵn lòng mà giúp cho con nha. Dạ. Thôi bà về nha. Dạ. Quốc Mẫu. Không, Quốc Mẫu trong mơ, người hứa sẽ gả con gái cho ta. Chắc nàng đẹp lắm đây. Còn ta thì nghèo nàn, làm sao mà xứng với nàng được. Chú Sinh à, ngươi đang thức mà, không phải là mơ đâu. Cho dù là thật hay mơ, nhưng không hiểu sao ta lại rất muốn gặp nàng. Chàng nhớ nhà hay sao mà nét mặt không vui vậy? Nơi này là ngôi nhà thứ hai của ta rồi. Ta có vợ hiền bên cạnh, ta rất vui. Nhưng hoàn cảnh của chúng ta sao lại trớ trêu, ba ngày ta mới được gặp nàng trong mộng. Ta cứ nửa tỉnh nửa mê, ta không cam lòng chút nào hết. Thiếp cũng như chàng, mỗi khi chàng về thiếp cũng lo lắng không vui. Hai chúng ta gặp Quốc Mẫu, xin phép người cho thích theo chàng ha. Nàng nói điều này rất đúng ý với ta. Ta muốn nàng cùng về sống với ta. Ta có nghe thoáng qua chuyện của con, nhưng hiện giờ các con chưa thể đoàn tụ được. Tại sao vậy mẹ? Tiên đế mất đúng vào thời điểm loạn lạc, nên nước Hoa thần này một mình ta cai quản. Vì thái tử còn nhỏ, chưa trị gì đất nước được, mà ta thì tuổi già sức yếu, nên ta phải nhờ công chúa gánh vác công việc giúp ta một thời gian nữa. Quốc Mẫu đã nói như vậy, chúng con xin nghe theo.
Chu Sinh à, con bây giờ là phò mã, con hãy cùng công chúa gánh vác công việc triều đình giúp ta nhé. Thưa phò mã, Hoa Thành có việc cần kíp, tôi dẫn công chúa đến gặp người đây. Thượng quan dẫn công chúa xuống gặp ta à? Nàng xuống gặp ta để làm gì? Công chúa, do Hoa Thành có loạn, quốc mẫu cho dời kinh đô đi nơi khác, thần ra ngoài chờ. Công chúa nói chuyện với phò mã nhanh để quay về, chớ quốc mẫu chờ lâu không tiện. Quốc mẫu dời kinh, thiếp phải đi theo để giúp người. Việc gấp gáp quá mà thiếp chưa thể bàn bạc với chàng. Chàng bỏ qua cho thiếp nha. Ta biết một ngày ở thiên thượng và 100 ngày ở trần gian, nhưng ta phải xin lỗi nàng, bởi vì ta không cùng nàng gánh vác chuyện quốc sự mới đúng chứ. Ta chỉ phân vân là không biết đến khi nào vợ chồng mình mới gặp lại nhau. Thiếp cũng chưa biết, cho nên là mới nói thượng quan dẫn thiếp đi gặp chàng. Chàng cố gắng sôi kinh nấu sử, sau này lên kinh thành ứng thí, rồi cũng có ngày cha con vợ chồng mình gặp nhau. Cha con vợ chồng? Chẳng lẽ nàng đã... Bây giờ thiếp phải về, để quốc mẫu đi trông chờ thiếp. Chàng giữ bảo ngọc này, sau này nhờ nó vợ chồng mình sẽ đoàn tụ. Công chúa, công chúa, công chúa. Công chúa, công chúa. Ông ơi, trời ơi, trời ơi. Cái gì? Ông ơi, tin gì chưa? Khoan mới đi. Hồi sáng giờ bà đi đâu vậy? Thì đi nhiều chuyện. Ngon không? Vậy hoài à. Nè, tôi nói trong hay nha. Vụ gì? Trời cao có con mắt. Con mắt sao? Vợ Chu Thiện chết rồi. Chết rồi hả? Ừ. Vợ Chu Thiện là thím của Chu Sinh đó phải không? Chứ ai nữa? Trời ơi, bà có lộn không? Sao lộn được? Thím của nó sao tôi lộn được không biết nữa. Chiều hôm qua tôi thấy bà còn gây lộn với thằng Tý nó bán bánh tét rồi mà. Thì mới hồi hôm nay. Hả? Mới hồi hôm nay nó đói. Ồ. Nó đi xuống bếp. Ồ. Nó kiếm đồ ăn. Ồ. Nó dắt một cục cơm vậy nè, bự quá, nuốt vô mắc nghẹn chết rồi. Ồ. Cái người lạ lùng mà chết cũng kỳ quái ha. Ừ. Ê, bà. Hả? Bà. Cái gì kêu hoài, cái gì? Có ai thấm thoáng nào kia sao giống cái tướng Chu Sinh quá vậy ta? Ừ, nói chứ ai? Mà không ngộ quá. Trời, chắc tại vì nó nghe thím nó chết cho nên nó nói về nó chịu tan chứ gì. Ừ. Mà bây giờ sao nó hồng hào mập mạp quá trời đất mà cái tướng nó đi quay dễ quá vậy ha? Tại nó không? Nó chứ còn ai nữa. Nè, để tôi kể cho ông nghe cái chuyện này nha. Còn hay hơn nữa. À, gì? Không có kể gì chứ á. Lo buôn bán làm ăn đi, đi đầu làng cuối xóm mà về kể mệt quá. Ngộ ghê, tao nghe chuyện gì mới lạ tao nói cho nghe cái cũng không chịu nghe nữa. Dễ ghét. Chú Sinh, ra chú Bảo. Dạ, chú mới về. Chú Sinh à, sao chú thấy con cũng ôn luyện tinh thông kinh sử rồi mà con không chịu đi thi? Dạ, con cũng muốn đi thi. Dạ, con cũng có ý muốn chờ. Sao lâu quá mà không thấy tin tức gì của công chúa. Chú Sinh. Chú Sinh. Dạ.
Con làm gì ngồi thừ ra vậy? Con nói con chờ là chờ cái gì? Chờ ai? Dạ không, con chờ là con đang chờ kỳ thi. Kỳ thi cũng sắp tới rồi, chú cũng lớn tuổi rồi. Chú mong muốn một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy con làm rạng danh dòng họ Chu của mình. Dạ thưa chú, nhưng mà từ ngày thím mất, nhờ con về phụ chú nên cuộc sống của chú cháu mình cũng đầy đủ. Bây giờ cũng dư giả được chút đỉnh để làm lộ phí con đi thi. Kỳ thi này con không được bỏ. Con mà chưa công thành danh toại đó thì chú cũng không an lòng. Dạ thưa chú, con sẽ đi thi. Con sẽ làm rạng danh con cháu trong nhà họ Chu. Và con muốn thực hiện lời hứa với một người. Lời hứa? Hứa gì vậy? Dạ, lời hứa là con sẽ đi thi. Con hứa rồi nha. Được rồi, bây giờ chú sẽ đi soạn hành trang cho con, chuẩn bị đi thi nha con. Nha. Chú Thiện ơi, chú Thiện. Chú Thiện ơi. Gì đó chú Thiếm? Cậu chú xin thi đậu rồi. Đỗ Phương Cốc đang về tới kìa. Thi đậu rồi. Chú, vậy là con đã thi đậu rồi. Cảm ơn trời Phật, con đã hoàn thành lời hứa năm xưa với anh chị con rồi. Vô nhà đi con. Dạ. Đi, vô nhà đi con. Thôi, để ta đưa hai mẹ con các người vô công đường để gặp quan, chứ ở đây chờ biết chừng nào mới xong. Đi. Chú tình con có việc gì sao lại không vô trong? Tình cờ ta gặp hai mẹ con đi lạc nên dẫn vô đây nhờ con giúp giùm. Đi lạc? Ừ. Cô nương là ai? Đi tìm ai mà tại sao lại lạc đường? Dạ, thiếp ở miền xa, thay bà con đi tìm người thân. Đến đây thì bị lạc, bây giờ thiếp không biết tìm người ấy như thế nào nữa. Đi tìm người thân? Người thân của nàng là ai? Tên gì? Dùm người bà con ấy ở đâu? Có đặc điểm gì để nhận dạng không? Bà con thì không, người thân thì chỉ có miếng bảo ngọc này để nhận ra nhau. Có phải người thân của nàng cũng có cái ngọc bội này không? Đúng là chàng luôn. Hoàng Nhi, con trai, như vậy là cha con, vợ chồng mình được đoàn tụ rồi. Nè, con trai của ta. Chấm cô ta phải không? Con nhìn thấy con còn chấm không chị cậu? Nhìn bề ngoài rất hợp ý của ta. Da trắng, tóc dài. Nhưng nè, còn điều quan trọng nữa là phải hợp tuổi mới được. Chuyện này dễ thôi, con sẽ lo ngay vụ này cho cậu. Đây. Thank you.
chưa, nhất định là phải là trinh nữ. Gia đình á, càng ít người càng tốt, hiểu chưa? Rất là hợp với ta nếu như mà ngày hôm nay được cho người mai mối luôn. Con biết rồi. Con giữ gìn con. Nói vậy cậu đây định hỏi cưới cô Lan con bà Lý làm thứ thất sao? Đúng như vậy. Tôi bị quá đã lâu rồi. Thấy cô ta tôi cũng động lòng, cho nên muốn bước thêm bước nữa. Cậu thiệt là khéo nha. Cô Lan á, tuy mồ côi cha nhưng rất xinh đẹp, nhất cái làng này đó. Vừa nết na, nhanh nhẹn, khéo léo. Nhưng có một điều là không biết mẹ cô ta có đồng ý hay không. Bà đừng lo bất cứ chuyện gì nữa hết. Riêng 50 lượng á mà nhà cô ta thiếu bá họ Hào và mụ Trần, tôi sẽ trả hết. Và cho thêm 50 lượng nữa nếu như cưới được cô ta. Trời, vậy sao? Vậy là nhà bà ta được 100 lượng. Đúng. Nhưng tôi đâu có biết thân thế gốc gác của cậu ở đâu mà tôi nói cho đàn gái biết. Đây, 10 lượng đó là của bà. 10 lượng? Ừ. Của tôi? Ừ. Trời, cảm ơn cậu nha. 3 ngày sau, nếu như được đặt hỏi, tôi sẽ đưa trước một nửa. Còn một nửa, sau khi rước dâu, tôi sẽ đưa hết. Cảm ơn cậu nha. Cậu thiệt là hào phóng. Cảm Chúng ơn tôi cậu đi. Nha. Dạ. Vậy mình có được 10 lượng rồi. Hay quá. Bà, đây là dịp mai hiếm có rồi bà. Tôi nói á, thân gái đó 12 bên nước mà tôi nói con Lan á, nó vậy là nó có phước lắm rồi đó. Tôi nói á, tôi nghe đàn trai nói á, mà tôi tưởng như tôi đang nằm mơ. Mà không biết á, có lộn với tiểu thơ nhà nào không á. Bà ơi, 100 lượng bạc á nha bà, chứ đâu phải ít đâu. Nè, tôi nói cho bà nghe. Rồi bây giờ bà trả nợ 50 lạng. Còn 50 lạng, lúc đó bà tha hồ, bà xây nhà nè, bà mua ruộng đất nè, bà thuê người làm nè. Trời ơi, còn gì bằng nữa bà. Bà chịu đi bà. Bà nói nó chịu đi bà. Nha. Nhưng bà à, chuyện trăm năm là chuyện đại sự. Tôi không thể để con tôi nhắm mắt đưa chân như vậy. Với lại... tôi nghe nói người ta ở xa lắm. Tôi nói thiệt, gia đình người ta đàng hoàng tử tới, lai lịch rõ ràng. Mà bà không biết họ, nhưng tôi biết họ. Thì bây giờ bà biết tôi được rồi, phải không? Đồng ý đi bà. Thôi thì liều nhắm mắt đưa chân để trả nợ. Nhìn mẹ già đầu hai thước tóc mà bị người ta nặng nhẹ đủ điều. Phận làm con chịu sao nổi. Thôi thì coi như trả hiếu cho mẹ già. Con sao vậy? Bà về nói với họ là tôi đồng ý. Con à, mẹ, con suy nghĩ kỹ rồi. 2 ngày nữa mình phải trả nợ cho người ta. Vì tuổi xế chiều, con là con gái, sau gì con cũng phải đi lấy chồng. Thì bây giờ mình có mối tốt, mình lại có tiền để trả nợ nữa. Mẹ ơi, mẹ hãy để cho con làm tròn chữ hiếu nha mẹ. Bà với cô đồng ý rồi ha. Vậy 3 ngày nữa người ta lại đặt lễ. Vậy lúc đó tha hồ mà cô tìm hiểu nha cô. Vậy tôi xin phép
bà tôi về nghe. Về nha con. Mẹ ơi, đàn trai tới rồi. Dạ chào. Chàng ơi, chúc chúc chàng đi thượng lộ bình an. Chúc mong thân chàng nhiều lắm. Này yên tâm đi, tao thu xếp công việc xong sẽ quay về trước. Chẳng lẽ nói vậy rồi con đi thiệt sao? Mẹ à, con đi thăm vị hôn phu của con. Mẹ làm gì mà lo dữ vậy? Con không biết đường xá, lỡ có chuyện gì thì sao? Mẹ yên tâm, con đã có cách. Vậy thì con phải ráng nha, cẩn thận đó. Đi sớm về sớm nghe chưa? Dạ, thưa mẹ con đi. Ừ. Âm u và huyền bí quá nhở. Có ai trong đó không? Có ai trong đó không? Như có ai đang tới. Đúng rồi đó chị. Có ai không? Cứu chúng tôi với. Cứu tôi với. Làm ơn, làm ơn với. Trời ơi.
vị hôn phu của mình mà. Sao hai cô gái lại kêu mình chú? Làm ơn thả chúng tôi ra đi. Làm ơn thả chúng tôi về đi. Tôi xin hai người đó, hai người hãy thả giúp tôi ra đi. Xin cái gì, cắm miệng lại, ồn ào quá, muốn ăn đòn không? Thả tôi ra. Thả tôi ra đi, tôi hứa là sẽ không nói với ai hết. Các người may mắn lắm mới được ta đưa về đây làm nương tử, sao cùng khóc la sùm. Cầm mồm hết đi. Nói láo, người đã dùng lời lẽ xảo trá và của cải để dụ chúng tôi. Người nói cưới ta về để làm vợ, thì sao không dắt chúng ta về nhà mà lại đưa chúng ta vô đây? Khi vô đây chúng ta mới biết được bộ mặt thật của người. Người là pháp sư bệnh hoạn, yêu ma quỷ quái. Chị ơi, bọn chúng bắt chúng ta về lấy máu của trinh nữ đó chị, rồi không biết bọn chúng sẽ làm gì mình nữa. Nè, ta sẽ nói cho các ngươi biết, sẽ có một người thứ ba, sẽ có một nương tử thứ ba sẽ xuất hiện ở đây nữa. Tới lúc đó ta sẽ cho ba nhà ngươi chết một cách nhẹ nhàng và tội nguyện. Cậu chủ, đó có phải là thuốc trường sinh bất tử không? Đúng, đó là thuốc trường sinh bất tử. Chỉ còn một bước nữa thôi là ta sẽ thành công. Thứ ta cần là máu của trinh nữ. Ta sắp có rồi. Ta sắp có rồi. Làm ơn cứu chúng tôi với. Hai người, im hết đi. Ngươi và ngươi nữa. Điều ta cần, khi ta mang nương tử thứ ba của ta về đây, ta muốn nhà ngươi giữ câm miệng hai ả này lại, không được cho hai ả này náo loạn. Như vậy nương tử của ta sẽ sợ hãi. Ta không muốn như vậy. Ta không muốn như vậy. Ta muốn lúc ta lấy máu của nàng, nàng phải thật thoải mái, phải thật nhẹ nhàng. Như vậy ta mới thành công được. Ngươi hiểu chưa? Sao lại xuất hiện chứ?
Con đã nói cậu chủ giết hết bọn chúng mà cậu chủ không chịu. Ngươi làm gì mà hỗn loạn lên vậy? Chúng có thể đi đâu được? Ngoài ta ra, nếu như ta không dẫn đường thì không một ai có thể thoát khỏi khu rừng này hết. Rồi chúng sẽ quay lại đây lại lục ta, gian sinh ta, nếu như không muốn làm mồi cho thú dữ. Dạ, con quên, mê lộ của cậu chủ là cao siêu rồi, làm gì bọn chúng tìm được lối ra. Ngươi hãy sai người ra chặn tất cả các ngã rừng, bắt hai con ả đó về đây cho ta. Dạ, tuân lệnh. Khoan, còn ngươi, ngươi hãy chuẩn bị xiêm y cho thật đẹp, cùng với tất cả các sính lễ mà ta cần, chuẩn bị cho thật chu đáo. Ta muốn về làng rước nương tử của ta cho đúng hẹn. Rõ chưa? Dạ, tuân lệnh. Các ngươi không thoát khỏi tay ta đâu. Hóa ra là tỷ đi theo những cây đậu mọc thành hàng này đó hả? À, tỷ thông minh thiệt luôn á. Tỷ dùng cách này để đánh dấu đường đi đó hả? Là do ta nghi ngờ vị hôn phu của mình, cho nên ta đã bỏ đậu vô túi nải của hắn, rồi trên đường nằm rơi xuống để tìm dấu vết. Nào ngờ hình như có tiếng người. Đi theo đường này nhanh lên. Đường nào? Nhanh đi, nhanh đi. Cậu anh, nhanh lên, nhanh đi. Chúng ta phải làm sao? Nếu mà bây giờ chúng ta quay lại á, sẽ bị bọn chúng bắt đó. Được rồi, bây giờ mình chỉ còn một cách thôi, đó chính là liều chết. Liều chết. Ê, thầm đó, cô Trân. Hai con ả này nó chạy được mất tiêu rồi. Ở đây là đường cùng, phía trước là vực thẳm, tụi nó chạy đi đâu được chứ? Cô trinh nữ rồi hay sao? Còn lại hai cô thì mình từ từ mà tìm. Vậy đi. Dạ thưa nhạc mẫu, ngày hôm nay á là ngày lành tháng tốt, con mang sính lễ qua đây xin phép được rước dâu về. Thưa nhạc mẫu, đây là song thân của con, tuy là ở rất là xa xôi nhưng cũng đã sắp xếp tới đây cho đúng lễ ạ. Thật là quý quá. Con rể của mẹ thiệt là chu đáo. Nhạc mẫu quá lời, đó là bổn phận của con mà. Cho con hỏi nương tử của con đâu ạ? Chính vì con chu đáo như vậy cho nên mẹ không thể nào thiếu chu toàn được. Dạ. Lan à, ra đây con. Hai người còn sống. Cậu, hai người. Cậu. Bây giờ đã đầy đủ ba mặt một lời, ta cũng có món quà thích đáng để tặng cho nhà trai đây. Máu chó. Không thể như vậy được. Cậu ơi, quá phép biến tất cả mọi người thành chuột nhắt đi cậu. Người mau lau chùi hết những cái thứ dơ bẩn trên người ta coi. Dạ, lên. Các người phải chịu đời tôi.
ma thất nhân ác đức, dám đem con gái ta ra mà luyện phép. Đi cậu, đi cậu. Mày hết. Cậu. Ba cô gái này may mắn là trốn thoát, còn ngươi đó là giết bao nhiêu cô gái khác. Bây giờ ngươi biết tội chưa? Giải chung đi. Buông ta ra, ta phân liệt kim đơn. Buông ta ra. Cậu ơi, cứu con, cậu ơi. Cứu con, cậu. Đừng tự cứu ta. Ta phân liệt linh đơn. Cứu con, cậu. Buông ta ra. Tôi đã cho lính qua nhà mà mai mối bức nhân kia đối chất kết tội. Hai cô may mắn đó, giờ chí thông minh của cô Lan đây là vậy cô.